Nam Mô A Di Đà Phật. 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 Từ lâu lắm con mong thầy cùng tăng ni mau về đây, đường thiên lý hôm nay thầy và Phật tử đến nơi này, niềm hạnh phúc vui xung quầy. Thầy dìu dắt con tu hành và con bán cho thời kinh, thầy như nắng tan ra lành, thầy như trái cây thơm lành, nguyện tình tấn con tu hành. Thầy trong tấm ao nâu sông, mà lòng thương hơn đại dương, thầy ước muốn thế gian này đồng vang tiếng A Di Đà, làm tan biến tâm mê tà. Nam Mô A Di Đà Phật. 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 Thank you.
Bye.
đô hà hát thương xuống đồng lòng người trăm rồi nhớ luân hồi của Phật tử Thanh Nhàn. Xin chân thành kính mời.
Thank you.
đại diện nhân dân chúng đang kiện thành tỷ lệ
thank you.
mong đi tìm hình bóng đâu xa. Phật quanh ta ở nơi ta bà, khi uống ăn nhớ niềm Ni Đà, và khi ta làm điều nhân ái thấy y như là Phật đến trong ta, thấy y như là Phật đến trong ta. Phật về cho đất thêm lành, cho hoa thêm nhụy, cho cánh chùa bông. Phật về cho cá ra sông, chim về tổ ấm mát đồng lúa non. Phật về an trú trong lòng, tham si sân hận vắng tan chùa. Về quê anh em nhé.
ngoài tỉnh Ninh Bình. Vào thời giờ này, chỉ còn ít phút nữa thôi là đại lễ công bố quyết định bổ nhiệm trụ trì và đặt đá khởi công xây dựng ngôi Đại Hùng Bảo Điện, chùa Duyên Thủy, xã Khánh Thủy, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình sẽ chính thức được bắt đầu. Chúng con thành kính cung thỉnh chư tôn tịnh đức tăng ni, quý vị quan khách quang lâm tổ đường mời nước. Xin kính mời ban nguy lễ các em thiếu niên Phật tử chuẩn bị pháp phục pháp khí cung đón chư tôn tịnh đức tăng ni, quý vị quan khách quang lâm đạo tràng. Xin mời toàn thể đạo tràng đồng khởi thân niệm hồng danh Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thank you.
Khung Việt, thành phố Ninh Bình trình bày. Xin trân trọng kính mời. Thank you.
chương trình giao lưu văn nghệ. Xin mời toàn thể đạo tràng chúng ta cùng lắng nghe ca khúc Bến Nhà Rồng, sáng tác nhạc sĩ Trần Hoàn, và một sự thể hiện đặc biệt không phải là ca sĩ mà là tu sĩ, sư thầy Thích Đào Quý. Xin trân trọng kính mời. Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn những lời ca tiếng hát của Chư Tôn Tịnh Đức Tăng Ni. Cảm ơn những lời ca tiếng hát của các ca sĩ, Phật tử và nhân dân đã dâng lên cúng dường đại lễ ngày hôm nay. Chúc các vị và gia đình luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, bình an. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính hướng bái bạch trên Chư Tôn Hòa Thượng, Chư Thượng Tọa, Ni Trưởng, Ni Sư, Đại Đức Tăng Ni. Kính thưa quý vị quan khách, đại biểu khách quý, kính thưa toàn thể đạo tràng. Vào giờ phút này đây, tại đạo tràng Chùa Duyên Thủy, xã Khánh Thủy, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình, ban tổ chức chúng con nhận thấy
chư tôn tịnh đức tăng ni đã phân tập chứng minh đại lễ. Quý vị đại biểu khách quý đã hoan hỷ quang lâm. Hiện tòa đạo tràng mười phương chư Phật đã niệm tình chứng giám. Hồn thiêng sông núi cũng đã hồi tụ về đây. Thay mặt ban tổ chức, chúng con xin kính thỉnh chư tôn đức cùng toàn thể đạo tràng khởi thân làm lễ chào cờ. Đã hy sinh để bảo vệ nền độc lập tổ quốc. Xin kính mời toàn thể đạo tràng dành một phút nhập từ bi quán. Phút nhập từ bi quán bắt đầu. Toàn thể đạo tràng đồng an toàn. Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật,
kính hướng bái bạch trên chư tôn tình đức tăng ni, kính thưa toàn thể đạo tràng. Thấp thoáng đâu đây cảnh tường làng, có con đường nhỏ chảy lang thang, có hàng tre gọi hồn đất nước, yên lặng chùa tôi ngập nắng vàng. Thật vậy, từ bao đời nay, hình ảnh cây đa, giếng nước, mái đình và ngôi chùa cổ kính rêu phong đã đi sâu vào tâm thức mỗi con người. Đặc biệt là hình ảnh ông Bụt đã xuất hiện nhiều trong các tác phẩm văn học một cách sinh động và phong phú, như chuyện Cây tre trăm đốt, Tấm cám, Chữ đồng tử Tiên Dung. Ngôi chùa không những là nơi thờ cúng, nơi diễn ra các hoạt động văn hóa, tín ngưỡng tâm linh, nơi nuôi dưỡng tâm hồn bản sắc văn hóa dân tộc của người dân Việt Nam, mà còn là nơi để mọi người cùng đến tu tập theo giáo lý của Đức Phật. Có thể nói, mỗi ngôi chùa là một con đường dẫn ta về quá khứ trong cuộc hành trình đến với tổ tiên, trở lại cội nguồn dân tộc. Là sản phẩm văn hóa thể hiện tinh thần yêu nước, thể hiện tình cảm, sự trăn trở và nỗi suy tư, niềm khát vọng của người dân. Đây chính là nơi chúng ta đến để cầu nguyện, mong ước một đời sống ấm no, hạnh phúc, với mưa thuận, gió hòa, mùa màng tươi tốt, nhân khang, vật thịnh. Quả thật là có những cây mai sống tròn đời, bên hàng tùng bách mãi xanh tươi, chùa tôi sớm tối ngày hai buổi, cầu nguyện dân làng sống bình yên. Kính thưa liệt quý vị, ai trong chúng ta khi đọc bài thơ ấy mà không xao xuyến ở cõi lòng? Mái chùa đã ngọt ngào như vậy thì làm sao mà ta không nhớ cho được. Vì vậy, đã từ ngàn năm đi qua, trong lịch sử bất cứ một ngôi làng xã nào hình thành, điều đầu tiên là xây dựng ngôi đình để thờ tự giang sơn tổ quốc, thì cũng đồng thời xây dựng ngôi chùa để nương náu nếp sống tâm linh trong tinh thần từ bi cứu khổ vô ngại vị tha của đạo Phật. Từ thế hệ này đi qua thế hệ khác tiếp nối, nền văn hóa ấy vẫn luôn được duy trì và ngày càng phát triển. Nhờ đó mà văn hóa dân tộc vẫn tồn tại, không bị đồng hóa bởi văn hóa ngoại lai. Với những ý nghĩa linh thiêng cao cả ấy, người dân nơi đây đã nhất trí đồng lòng làm đơn xin các cấp chính quyền cấp cho một khu đất để xây dựng ngôi già lam. Đồng thời mọi người cũng nhất trí và có đơn thỉnh nguyện Thượng tọa Thích Thanh Chiến, Ủy viên Ban Trị sự, Trưởng Ban Kinh tế Tài chính Phật giáo tỉnh Ninh Bình về chủ trì. Hàng ngày kêu ngọn đèn chính pháp xiển dương giáo lý đại thừa của Đức Phật và hướng dẫn cho nhân dân Phật tử nơi đây tu tập. Với lý do đó, ngày hôm nay 18 tháng 12 năm 2016, nhằm ngày 20 tháng 11 năm Bính Thân, được sự nhất trí của các cấp chính quyền, đồng thời cũng được sự đồng thuận của Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Ninh Bình, Ban Trị sự Phật giáo huyện Yên Khánh. Trong bầu không khí vô cùng hỷ lạc ấy, chùa Duyên Thủy, xã Khánh Thủy, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình long trọng tổ chức đại lễ công bố quyết định bổ nhiệm trụ trì và đặt đá khởi công động thổ xây dựng ngôi Đại Hùng Bảo Điện. Kính bạch chư tôn đức,
kính thưa toàn thể đạo tràng, dâng cảnh xem thắm hương đưa, mừng ngôi bảo điện nắng vừa vàng hoa. Nam mô Đức Phật Di Đà, niềm vui đã thấy cánh hoa diệu thường. Kính thưa toàn thể đạo tràng, trước lễ đài chùa Duyên Thủy, nghi ngút trầm hương, hòa quyện tình pháp lự, thắm được tình đạo vị. Thể theo thiệp thỉnh cầu của Thượng Tọa và nhân dân Phật tử nơi đây, ban tổ chức chúng con vô cùng hỷ lạc đã hội đủ duyên lành, được cung đón chư tôn đức giáo phẩm, hội đồng chứng minh, hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Chư tôn đức ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Ninh Bình và các huyện, thành phố trực thuộc tỉnh Ninh Bình. Chư tôn đức trụ trì tại các chốn từ viện trong và ngoài tỉnh Ninh Bình. Trước hết, trên bàn chứng minh, chúng con cung kính đảnh lễ và thành kính giới thiệu sự quang lâm của trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Đàm, Ủy viên Hội đồng chứng minh Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, chứng minh ban trị sự Phật giáo tỉnh Ninh Bình. Chúng con được cung đón Thượng tọa Thích Thanh Tình, Ủy viên Hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó trưởng ban trị sự Phật giáo tỉnh Ninh Bình, trưởng ban trị sự Phật giáo huyện Yên Khánh. Chúng con được cung đón Thượng tọa Thích Thanh Chiến, Ủy viên ban trị sự, trưởng ban tài chính Phật giáo tỉnh Ninh Bình, trưởng ban trị sự Phật giáo thành phố Ninh Bình, tân trụ trì chùa Duyên Thủy, xã Khánh Thủy của chúng ta ngày hôm nay. Chúng con cung kính được tiếp đón và giới thiệu sự quang lâm của Thượng tọa Đại Đức Thích Thanh Kiền, chứng minh ban trị sự Phật giáo huyện Kim Sơn, Đại Đức Thích Thanh Dân, Đại Đức Thích Thanh Dân, Ủy viên ban trị sự Phật giáo tỉnh Ninh Bình, Phó trưởng ban trị sự Phật giáo thành phố Ninh Bình. Chúng con được cung đón Đại Đức Thích Thanh Duy, Ủy viên Phó Văn phòng ban trị sự Phật giáo tỉnh Ninh Bình, Thư ký ban trị sự Phật giáo huyện Yên Khánh. Chúng con được cung đón Đại Đức Thích Thanh Tiến, Ủy viên ban trị sự Phật giáo huyện Yên Khánh. Đồng thời, chúng con còn được cung kính tiếp đón chư tôn đức tăng ni ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Ninh Bình, chư tôn đức tăng ni trụ trì tại các chốn tự viện, các vị là tu sĩ Phật giáo, là con em địa phương hiện đang tu hành và hành đạo tại các tỉnh trong và ngoài tỉnh Ninh Bình cũng quang lâm tham dự đại lễ ngày hôm nay. Về phía chính quyền, ban tổ chức chúng tôi hân hạnh được đón tiếp sự có mặt của ông Phạm Minh Tuyên, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Quốc hội, nguyên Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Ninh Bình. Chúng tôi được cung đón các quý vị đại diện cho Phòng An ninh Xã hội Công an tỉnh Ninh Bình, các quý vị đại diện cho Sở Nội vụ tỉnh Ninh Bình. Chúng tôi được tiếp đón ông Dương Đại Đồng, trưởng ban tôn giáo Sở Nội vụ tỉnh Ninh Bình. Và phía huyện, chúng tôi được tiếp đón ông Phạm Ngọc Quý, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Yên Khánh. Chúng tôi được tiếp đón các quý vị đại diện cho Ban Dân vận, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, lãnh đạo Công an An ninh thành phố Ninh Bình cũng về tham dự và chúc mừng đại lễ ngày hôm nay. Và phía chính quyền sở tại, chúng tôi hân hạnh được tiếp đón ông Nguyễn Văn Kiên, Bí thư Đảng bộ xã Khánh Thủy. Chúng tôi được tiếp đón ông Nguyễn Đức Bình, huyện ủy viên, Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch Ủy Hội đồng Nhân dân xã Khánh Thủy. Chúng tôi được tiếp đón ông Đỗ Văn Mạnh, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Khánh Thủy. Chúng tôi được tiếp đón ông Đỗ Văn Đính, Thường vụ Đảng ủy,
Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Khánh Thủy. Chúng tôi được tiếp đón ông Phạm Văn Vọng, đại diện Ban Kiến thiết. Ngoài ra, chúng tôi còn hân hạnh được đón tiếp các quý vị đại biểu đại diện cho các sở, phòng, ban ngành, đoàn thể của tỉnh Ninh Bình, huyện Yên Khánh và các quý vị đại diện cho huyện, thành phố bạn cũng về tham dự. Đồng thời, chúng tôi cũng được tiếp đón sự tham dự của các quý vị tín đồ Phật tử trong và ngoài tỉnh Ninh Bình, con em nhân dân địa phương trong và ngoài tỉnh Ninh Bình cũng về tham dự và chúc mừng sự kiện Phật sự trọng đại này. Thay mặt ban tổ chức, chúng tôi xin trân trọng đồng giới thiệu. Thay mặt ban tổ chức đại lễ ngày hôm nay, chúng con thành kính cung chúc chư tôn Đức Tăng Ni pháp thể khinh an, chúng sinh dị độ Phật sự viên thành. Kính chúc quý vị quan khách, quý Phật tử và gia đình hạnh phúc, hoàn thành mọi tâm nguyện trong cuộc sống. Chúc đại lễ ngày hôm nay thành công viên mãn. Nam mô A Di Đà Phật. Ngày hôm nay diễn ra với những nội dung chính như sau. Một, cung nghênh chư tôn thiền đức tăng ni, các quý vị quan khách quang lâm và thông qua chương trình. Hai, niệm Phật cầu gia hộ phút tưởng niệm. Ba, tuyên bố lý do giới thiệu thành phần tham dự. Bốn, thông qua chương trình. Năm, diễn văn khai mạc tóm tắt quá trình hình thành chùa. Sáu, dâng hoa chúc mừng. Bảy, đọc và trao quyết định bổ nhiệm trụ trì. Tám, phát nguyện của tân trụ trì. Chín, tặng hoa và phẩm vật chúc mừng. 10. Phát biểu cảm tưởng của Phật tử. 11. Phát biểu của đại diện chính quyền. 12. Đạo từ của chư tôn thiền đức chứng minh. 13. Cảm tạ của ban tổ chức hồi hướng bế mạc. 14. Nghi thức động thổ xây dựng ngôi đại hùng bảo điện. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể đạo tràng, vui thay đất nước thanh bình, vui thay Phật pháp xương minh rạng ngời, làng quê no ấm muôn đời, thiền môn định thịnh đẹp tươi sắc hồng. Để mở đầu cho đại lễ ngày hôm nay, ban tổ chức chúng tôi xin trân trọng kính mời ông Đỗ Văn Đính, đại diện ban tổ chức Ban Kiến thiết, lên đọc diễn văn khai mạc đại lễ ngày hôm nay. Xin trân trọng kính mời. Kính bạch chư tôn hòa thượng, chư thượng tòa đại đức tăng ni, kính thưa quý vị quan khách, thưa toàn thể đạo tràng, lời đầu tiên cho phép tôi xin gửi đến chư tôn đức tăng ni, quý vị quan khách cùng toàn thể chư Phật tử lời chào mừng đại hoan hỷ. Kính chúc quý vị luôn được an lành trong bầu trời từ bi và trí tuệ của Đức Phật Tổ Như Lai. Kính bạch chư tôn đại đức, kính thưa quý liệt vị, Khánh Thủy là xã có đông dân cư, đồng thời cũng là xã có bề dày về truyền thống lịch sử văn hóa, có đông đảo các Phật tử và người dân thân thiện tâm hướng Phật, tuy nhiên lại không có chùa để nhân dân tự do tín ngưỡng văn hóa tâm linh. Với tâm nguyện ấy của bao nhiêu các Phật tử và nhân dân mong muốn xây dựng một ngôi già lam để lấy nơi lễ bái, tu tập, cầu nguyện cho quốc thái dân an, quê hương thanh bình, thịnh vượng. Được sự nhất trí, các cấp ủy, chính quyền, các sở, ngành từ tỉnh đến xã, sự quan tâm tạo điều kiện của Ban Trị sự Giáo Hội Phật giáo tỉnh Ninh Bình, huyện Yên Khánh và sự đóng góp về tinh thần, vật chất
các tín đồ Phật tử xa gần, tâm nguyện ấy đã được như mong muốn, đến nay đã và đang được đơm hoa kết trái, xác định được mục đích, phương châm của người xuất gia ấy là hằng pháp là việc nhà, lợi sinh là việc lớn. Trong 5 năm qua, chúng tôi đã cùng với các cấp, các ngành đã rất nỗ lực để cùng với các Phật đạo hữu Phật tử xa gần làm các thủ tục hành chính theo đúng quy định của nhà nước. Trong điều kiện thiếu thốn về mọi mặt, chúng tôi đã chung tay đoàn kết và đã không ngại khó khăn vất vả. Giờ đây đã khai sơn mở đất để nơi tâm linh sớm hoàn thành một ngôi nhà tâm linh để đưa vào sử dụng theo đúng mục đích tâm linh của đạo Phật. Kính thưa quý liệt vị, thiết nghĩ chốn Già Lam nơi đây tuy không lớn nhưng nó là nơi tập trung nhiều tâm huyết và sức lực của chư tăng đức và niềm hoan hỷ kỳ vọng lớn lao của chư Phật tử. Vì vậy chúng tôi tin tưởng rằng với sự gia hộ của chư Phật, sự quan tâm giúp đỡ của các cấp ủy chính quyền cùng với lòng nhiệt thành hộ đạo của chư tăng ni Phật tử xa gần, nhất định ngôi chùa nơi đây sẽ được tạo dựng khang trang như lòng mong đợi của các Phật tử, trong thời gian sớm nhất sẽ được đưa vào sử dụng. Với sự mãnh liệt ở Tam Bảo, sự tạo điều kiện thuận lợi của Giáo hội Phật giáo và các cấp ủy chính quyền, đặc biệt là các tín đồ Phật tử và toàn thể nhân dân, niềm tin ở sự nhiệt tình ủng hộ của chư tăng ni Phật tử hôm nay được sự nhất trí của các cấp, các ngành chùa Duyên Thủy hôm nay long trọng tổ chức buổi lễ nhập tự và khởi công động thổ xây dựng ngôi Đại Hùng Bảo Điện. Thay mặt ban tổ chức, tôi xin tuyên bố khai mạc buổi lễ. Trước khi dừng lời, xin thành kính tri ân sự hiện diện gia trì của chư tôn giáo phẩm đại đức tăng ni, kính chúc quý ngài pháp thể kinh an tuệ đăng viễn chiếu chúng sinh độ dị độ. Kính chúc các quý vị đại biểu, khách quý và toàn thể đạo tràng hiện diện nơi đây có niềm vui đại hoan hỷ, an lạc thái hòa, gia đình hạnh phúc thành đạt, chúc buổi lễ thành công miễn mãn. Xin trân trọng cảm ơn. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát. Vừa rồi đạo tràng chúng ta đã được nghe ông Đỗ Văn Đính, đại diện cho ban tổ chức, ban kiến thiết chùa Duyên Thủy, đọc diễn văn khai mạc. Xin trân trọng cảm ơn ông và xin kính chúc ông cùng ban kiến thiết chùa Duyên Thủy và gia đình có sức khỏe dồi dào, hạnh phúc, luôn luôn sát cánh cùng quý thầy xây dựng ngôi chùa Duyên Thủy ngày một khang trang tố hảo hơn nữa. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa toàn thể đạo tràng, có hương nào bằng hương đức hạnh, có hoa nào bằng hoa giác ngộ liễu sinh. Đèn tuệ sáng soi đường tăm tối, bao tâm hồn gồi nhuận đức của cha. Quê hương xinh đẹp bao la, đâu đâu cũng thấy kết hoa yêu đàm. Là người con Phật, thấm nhuần giáo lý Phật Đà, chúng con hàng nguyện cầu Phật Pháp, muôn đời nở hoa, hoa theo dòng suối trí, nhuần thấm cõi xa bà, ươm mầm xanh giải thoát, người người bỏ việc ác, vâng dự các việc lành. Giữ tâm thường thanh tịnh, hương thơm ngoài ba cõi, hoa giác nở tuyệt vời. Hương vị nhẹ nhàng thanh khiết, hòa cùng với mùi hương bát ngát của trăm hoa đua nở, tượng trưng cho muôn vàn cao quý và hạnh phúc an lành
vạn vật như reo vui đón mừng ngày lễ trọng đại này. Hôm nay bằng những đóa hoa tươi thắm, chúng con nhất tâm hướng về ba ngôi báu, thành kính dâng lên cúng dường Tam Bảo, ngưỡng mong Tam Bảo thì từ nạp thụ chứng minh cho tấm lòng thành kính của chúng con. Chúng con nguyện cầu Phật pháp được xương minh trường tồn cùng với dân tộc. Đi Phật tử chùa Quan Âm huyện Kim Sơn đại diện cho Phật tử có những lãng hoa tươi thắm dâng lên cúng dường đại lễ, xin trân trọng kính mời. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính ngưỡng bái bạch trên chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa, ni trưởng, ni sư, đại đức tăng ni. Kính thưa quý vị quan khách, kính thưa toàn thể đạo tràng. Chúng ta thường nghe bậc cổ đức dạy rằng, muốn cho cây cối xanh tươi phải nhờ giọt nước mát lành ngày xuân, muốn cho tiếng nói trong ngần phải nhờ vần điệu thanh âm dịu dàng, muốn cho đất nước huy hoàng phải nhờ những bậc mở mang kim thề, muốn cho đạo pháp rạng ngời phải nhờ thế hệ hậu lai giữ gìn. Chùa Duyên Thủy là một ngôi chùa mới được cấp phép thành lập trên nền đất trạm xá cũ thuộc xóm 6, xã Khánh Thủy, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình. Sau khi xem xét đơn nguyện thỉnh sư của nhân dân Phật tử xã Khánh Thủy với sự đồng thuận của các cấp chính quyền,
ngày mùng 10 tháng 12 năm 2016, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Ninh Bình đã ra quyết định số 25 QĐ-BTS bổ nhiệm Thượng tọa Thích Thanh Chiến về trụ trì chùa Duyên Thủy. Vậy là từ nay lịch sử chùa quê ta đã bước sang trang mới, nhân dân Phật tử xã nhà đã có một mảnh đất để kiến thiết xây dựng ngôi già lam, đồng thời lại chính thức có một người thầy hướng đạo từ bi. Giờ đây ban tổ chức chúng con thành kính cung thỉnh Đại Đức Thích Thanh Duy, Ủy viên Phó Văn phòng Ban trị sự Phật giáo tỉnh Ninh Bình lên đọc quyết định bổ nhiệm trụ trì. Chúng con thành kính cung thỉnh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Theo lệnh của Thường trực Ban trị sự Phật giáo tỉnh Ninh Bình, con xin tuyên đọc quyết định của Ban trị sự. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập, tự do, hạnh phúc. Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Ninh Bình, Ban trị sự số 25 QĐ-BTS Ninh Bình ngày 10 tháng 12 năm 2016 quyết định về việc kiêm nhiệm trụ trì chùa Duyên Thủy. Trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Ninh Bình, căn cứ pháp lệnh tín ngưỡng tôn giáo và nghị định số 92 của Chính phủ, căn cứ nội quy Ban tăng sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam về việc bổ nhiệm trụ trì các cơ sở tự viện của giáo hội, quyết định điều 1 bổ nhiệm Thượng tọa Thích Thanh Chiến, thế danh Lê Ngọc Chiến, sinh năm 1962 tại xã Thanh Thủy, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình, kiêm nhiệm trụ trì chùa Duyên Thủy tự xã Thanh Thủy, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình. Điều 2, Thượng tọa Thích Thanh Chiến có trách nhiệm điều hành Phật sự, sinh hoạt tín ngưỡng và hoạt động tôn giáo tại cơ sở chùa Duyên Thủy, xã Thanh Thủy, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình. Điều 3, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Yên Khánh, Thượng tọa Thích Thanh Chiến chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Điều 4, quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thay mặt trưởng Ban trị sự Phật giáo tỉnh Ninh Bình, trưởng ban Thượng tọa Thích Thọ Đạt đã ký. Chúng con xin cung thỉnh Thượng tọa Thích Thanh Tình, xin cung thỉnh Hòa thượng Thích Thanh Đàn lên trao quyết định của Ban trị sự. Vâng, quả thật là thầy là bóng cả ngã che con, là cả tình thương chẳng xói mòn, là cả cuộc đời vô biến hóa, tình cảm của thầy như nước non. Vào thời giờ này, ban tổ chức chúng ta đang được chứng kiến Hòa thượng Thích Thanh Đàn, Ủy viên Hội đồng Chứng minh Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, đại diện cho Ban trị sự Phật giáo tỉnh Ninh Bình lên trao quyết định bổ nhiệm trụ trì cho tân trụ trì Thượng tọa Thích Thanh Chiến. Xin toàn thể đạo tràng chúng ta dành một tràng pháo tay thật to, thật dài và thật giòn để chúc mừng sự kiện trong đại này. Thay mặt ban tổ chức, chúng con xin thành kính tri ân công đức của Hòa thượng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể đạo tràng, xưa kia tôn giả Át Nan từng phủ phục dưới chân Đức Thế Tôn phát lời thệ nguyện rằng: đời đau khổ con thề vào trước, dù gian nguy chí cả không sờn, cứu chúng sinh là báo Phật thâm ân, lời vàng ngọc con hằng ghi dạ. Nếu còn một chúng sinh chưa chứng quả, cõi niết bàn con không thể tự an. Lời thệ nguyện dũng mãnh đó cũng là tội thệ nguyện của bao tăng ni qua nhiều thế hệ, ý thức mình là sứ giả Như Lai. Và giờ đây, trong giờ phút trào dâng bao tình cảm, bao tâm hồn,
không biết lòng thầy tân trụ trì đang nghĩ gì. Hôm nay đối trước Phật đài, trước sự chứng minh của chư tôn thiền đức, một lần nữa tinh thần bi trí dũng của người con Phật đang được sống dậy mãnh liệt để nói lên hết thảy cảm xúc, được sự ủy quyền của Thượng tọa tân trụ trì, ban tổ chức chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Thích Thanh Hai, ủy viên ban trị sự Phật giáo tỉnh Ninh Bình, là đệ tử của Thượng tọa, lên đọc pháp nguyện của tân trụ trì. Chúng con thành kính cung thỉnh Đại Đức. Kính bạch chư tôn thiền đức tăng ni, thường trực ban trị sự Phật giáo tỉnh Ninh Bình, huyện Yên Khánh, cùng hiện tiền thập phương chư tôn đức tăng ni. Kính thưa quý vị đại biểu khách quý, kính thưa đạo hữu tín đồ Phật tử gần xa, thưa bà con nhân dân. Hôm nay trong bầu không khí đại hoan hỷ của buổi lễ trao quyết định bổ nhiệm trụ trì và khởi công động thổ xây dựng ngôi Đại Hùng Bảo Điện chùa Duyên Thủy, đại mệnh cho Thượng tọa Thích Thanh Chiến, lời đầu tiên xin được đê đầu đỉnh lễ hiện tiền chư tôn đức tăng ni, kính chúc chư niệt vị khách quý cùng toàn thể đạo tràng vô lượng an lạc, vô lượng cát tường. Kính thưa toàn thể hội chúng, trong kinh Tương Ưng 1, Đức Phật có dạy: Này các tỷ khiêu, hãy đi mỗi người một ngả, đem chính pháp của Như Lai vì sự an lạc cho chúng sinh, chư thiên và loài người. Kính thưa quý niệt vị, Khánh Thủy là xã hiện chưa có ngôi chùa nào, nên thể theo lời dạy của Đức Bản Sư, chúng con nhận thấy việc thiết lập nơi đây một ngôi già nam để cho người nhân dân Phật tử lấy nơi tu học để tiếp cận chính pháp, đó là trọng trách của sứ giả Như Lai, tác Như Lai sứ, hành Như Lai sự. Thiết nghĩ đây cũng là trọng trách mà ban trị sự Phật giáo tỉnh và chính quyền mặt trận các cấp đã giao phó. Kính bạch quý ngài, kính thưa quý niệt vị, nay duyên lành đã hội tụ đầy đủ, mảnh đất nơi đây bỗng chốc biến thành đất địa linh, bởi chính trên mảnh đất này hình bóng ngôi nhà tâm linh, mái chùa thân thương hiền hòa đang dần dần hiện hữu trước sự mong mỏi của bao nhiêu bà con nhân dân Phật tử. Tuy nhiên, đây cũng là trọng trách mà ban trị sự Phật giáo tỉnh cũng như các cấp chính quyền mặt trận cùng toàn thể nhân dân thập phương giao phó cho chúng tôi. Bởi lẽ trụ trì đó là nhiệm vụ trụ pháp vương gia chỉ Như Lai tạng, với khả năng có hạn, chúng con thiết nghĩ đó là một nhiệm vụ hết sức nặng nề. Song với lòng tin tưởng và sự quan tâm giúp đỡ của ban trị sự cùng chính quyền mặt trận các cấp, sự đồng lòng gia tâm trợ duyên của chư huynh đệ và thiện tín Phật tử gần xa, từ ý niệm xứ của Như Lai tiến thân trên nội trình giải thoát giác ngộ, phụng sự đạo pháp và dân tộc, con nguyện cầu Tam Bảo gia hộ, nguyện sư tôn đức tăng ni điều kiện quan tâm giúp đỡ cho con để hoàn thành sứ mạng của một sứ giả Như Lai, cho chùa ngày càng khang trang. Bản thân con cũng mong các cấp chính quyền tạo mọi điều kiện giúp đỡ thuận lợi quý Phật tử và nhân dân, ủng hộ tinh thần cũng như vật chất để chúng tôi làm tròn trách nhiệm mà giáo hội Phật giáo đã giao phó, cùng chung nhau chăm lo vui chồng Phật sự tại địa phương sớm được đơm hoa kết trái, góp phần xây dựng ngôi nhà chung của giáo hội được trang nghiêm vững mạnh, đồng thời cũng là xây dựng quê hương của chúng ta ngày càng phát triển đổi mới, đẩy lùi các tệ nạn mê tín dị đoan, hủ tục lạc hậu, giúp cho nhân dân nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng và văn minh. Kính thưa quý vị, có nhà thơ đã biết rằng quê hương đạo pháp thắm tình, người trang sử Việt mấy nghìn năm qua. Sự hiện diện của ngôi chùa nơi đây chính là chúng ta đang nỗ lực xây dựng ngôi chùa, ngôi nhà văn hóa tâm linh đã thắp sáng trang sử Việt mấy nghìn năm qua. Con xin hứa trước chư tôn đức tăng ni sẽ cố gắng hết sức để cống hiến cho đạo pháp dân tộc mà quý ngài đã giao phó cho con. Cuối cùng, con xin thành kính tri ân, kính chúc chư tôn thiền đức tăng ni pháp thể khinh an, tuệ đăng thường chiếu,
tôi xin kính chúc quý vị đại biểu khách quý cùng toàn thể Phật tử gần xa sức khỏe dồi dào, gia đình hạnh phúc, hoàn thành mọi sở nguyện luôn được bình an trong ánh hào quang của mười phương chư Phật. Xin trân trọng cảm ơn. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Đạo tràng chúng ta đã được lắng nghe Đại Đức Thích Thanh Ngai đại diện cho được sự ủy quyền của Thượng Tọa Tân Trụ Trì lên đọc lời phát nguyện. Kính thưa toàn thể đạo tràng, hoang mang giữa quãng đêm trường, nhờ đèn tam bảo soi đường chúng sinh, mênh mông bể khổ lênh đênh, nương thiền tam bảo chúng sinh thoát nạn. Chúng con luôn nguyện cầu tam bảo gia hộ cho Thượng Tọa Tân Trụ Trì tinh tiến không thoái chuyển, dũng mãnh để thắng lướt những chướng duyên, thành tựu được hạnh nguyện thượng cầu hạ hóa, đưa nhân dân Phật tử vào con đường chính giác từ bi. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể đạo tràng, chùa là xứ sở của dân ta, chùa giữ làng quê nghĩa đậm đà, chùa để niềm tin cho nhân loại, chùa gieo hạnh nguyện xóa bi ai. Kính thưa toàn thể đạo tràng, về tham dự chứng minh, ban tổ chức còn nhận thấy có rất nhiều những lẵng hoa tươi thắm và phần quà vô cùng ý nghĩa mà chư tôn đức tăng ni và các quý vị đại diện cho các cấp ủy đảng, chính quyền, cơ quan đoàn thể dâng lên cúng dường chư Phật, đồng thời cũng là chúc mừng sự kiện Phật sự trọng đại ngày hôm nay. Thay mặt ban tổ chức, chúng con trân trọng giới thiệu lẵng hoa tươi thắm của Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo huyện Yên Khánh. Chúng con cung thỉnh Thượng Tọa Tân Trụ Trì. Chúng con xin trân trọng kính mời lãng hoa của Ban Trị sự Phật giáo huyện Yên Khánh cung thỉnh Thượng Tọa Tân Trụ Trì lên nhận hoa. Chúng con xin trân trọng kính mời Đại Đức Thích Thanh Duy đại diện Ban Trị sự lên tặng hoa chúc mừng. Vâng, xin mời toàn thể đạo tràng chúng ta dành một tràng pháo tay thật to để đón nhận lãng hoa tươi thắm của Ban Trị sự Phật giáo huyện Yên Khánh dâng lên chúc mừng đại lễ ngày hôm nay. Tiếp theo là phần quà của Ban Trị sự Phật giáo thành phố Ninh Bình. Chúng con xin kính mời Đại Đức Thích Thanh Dân đại diện Ban Trị sự Phật giáo thành phố Ninh Bình lên tặng quà chúc mừng. Sẽ thiệt thành hay ta vượt qua trong gai xây để vui tương lai. Xin đạo tràng chúng ta dành một tràng pháo tay. Tiếp theo là lãng hoa tươi thắm của huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc huyện Yên Khánh. Xin trân trọng kính mời ông Phạm Văn Quý, chủ tịch ủy ban nhân dân huyện lên tặng hoa chúc mừng. Ơi ta cùng về đây tu tâm, từng khai chi sáng tiêu tan những kiên mê lầm, bạn thì đua thầy. Xin toàn thể đạo tràng dành một tràng pháo tay để chúc mừng và đón nhận lãng hoa của hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc huyện Yên Khánh và ban tổ chức. Chúng tôi cũng đón nhận được lãng hoa tươi thắm của ban tôn giáo sở nội vụ gửi hoa và chúc mừng đại lễ ngày hôm nay. Ngoài ra, ban tổ chức còn được đón nhận rất nhiều những lãng hoa, những phần quà ý nghĩa của chư tôn đức tăng ni cũng như quý vị quan khách khách quý, bà con nhân dân dâng lên cúng dường và chúc mừng sự kiện trọng đại này. Xong, vì thời gian cho phép, chúng tôi xin được đồng giới thiệu. Nhân dân ta thường nói sư với vải như vải với nâu, nâu kia mà nhạt, vải đâu có bền hay. Phật pháp xương minh do tăng già hoằng hóa, thiền môn định thịnh bởi đàn Việt pháp tâm, để thể hiện niềm hân hoan của người con Phật và nhân dân Phật tử trên quê hương Khánh Thủy yêu dấu, đồng thời nhằm thể hiện sự hòa thuận gắn bó keo sơn giữa tăng ni và nhân dân Phật tử,
nhằm mục đích chung đó là kiến tạo ngôi Già Lam ngày một khang trang hơn, đưa Phật Pháp ngày càng phát triển hưng long. Ban tổ chức chúng tôi xin trân trọng kính mời ông Bùi Ngọc Rao, đại diện nhân dân Phật tử xã Khánh Thủy, lên phát biểu cảm tưởng nhân đại lễ quan trọng này. Xin trân trọng kính mời. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn thần đức tăng ni, kính thưa các vị lãnh đạo đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc, các cơ quan đoàn thể, chính trị xã hội các cấp, kính thưa toàn thể Phật tử và nhân dân, trong khung cảnh trang trọng của buổi lễ ngày hôm nay đầy trang nghiêm và trang trọng này, sự kiện hiện diện của sự tôn như thiền đức và các vị lãnh đạo các cấp cùng toàn thể Phật tử và nhân cùng quý khách xa gần làm cho mọi người chúng ta vô cùng xúc động, nhớ lại lời dạy của Đức Thế Tôn: hạnh phúc thay chư Phật giáng sinh, hạnh phúc thay giáo pháp cao minh, hạnh phúc thay tăng già hòa hợp, hạnh phúc thay tử chúng đồng tu. Kính bạch chư tôn thể đức, kính thưa các vị quý khách và toàn thể nhân dân, khi nói về quê hương Việt Nam chúng ta nói chung và quê hương xã Khánh Thủy chúng ta nói riêng, thì ai ai cũng nghĩ tới những hình ảnh đầy thân thương, cây đa, giếng nước, mái đình, ngôi chùa tâm linh. Đây chính là một nền văn hóa phi vật thể mang tính chất tâm linh thiêng liêng của mọi người chúng ta. Hôm nay ngày 18 tháng 12 năm 2016, tức là ngày 20 tháng 1 năm Bính Thân, thật hạnh phúc biết bao cho các Phật tử và nhân dân xã Khánh Thủy nói riêng và nhân dân trong cả vùng Đông Nam huyện Ninh Khánh và các huyện xã lân cận trong tỉnh Ninh Bình được long trọng chứng kiến hai sự kiện văn hóa mang tính chất tâm linh diễn ra cùng một lúc trong ngày hôm nay. Đó là lễ nhập tự, hai là lễ khởi công động thổ xây dựng chùa Trên Thủy, xã Khánh Thủy. Sau sự kiện đại lễ này, quê hương Khánh Thủy một thời gian không xa nữa sẽ có một ngôi chùa huy nga và tráng lệ, tỏa ánh từ quang đến tiếp độ cho quê hương chúng ta, cho mọi Phật tử chúng ta có một cuộc sống ấm no, đầy đủ, thanh bình, an khang và tràn đầy tương lai sáng lạn. Và chính nơi đây cũng là nơi để các Phật tử đi về cùng nhau hướng thiện, tu tâm, tích đức trong những ngày tuần, tháng tuyết và ngày lễ long trọng khác. Và đây cũng là điều mong muốn nhiều đời nay của hàng Phật tử trong xã và làng. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa các vị khách quý, thưa toàn thể đạo tràng, trong thờ phút đầy trang nghiêm và long trọng này, cho phép tôi thay mặt toàn thể Phật tử trong xã, ngoài xã và quý khách xa gần gửi tới chư tôn đức lời kính cảm, kính cảm sâu sắc vì sự hy sinh trọn vẹn cuộc đời mình cho đạo pháp, cho chúng sinh. Các ngài đã khép mình trong khuôn khổ kỷ cương của giới luật, quyết tâm hoàn thành đạo nghiệp cứu độ sinh. Chư tôn đức đã lo liệu về mọi mặt, cả về tinh thần và vật chất, để quý thầy an tâm tụ tập xây dựng và tổ chức buổi đại lễ trong hoạt động này. Cũng thay mặt Phật tử trong và ngoài xã, xin chân thành cảm ơn sự quan tâm của các cấp lãnh đạo và chỉ đạo sát sao của các cấp, mà đặc biệt là những con người em đã sinh ra, lớn lên, trưởng thành từ các nơi mà cha mẹ mình đã sinh ra tại xã Khánh Thủy. Thân yêu của chúng ta đã góp công, góp sức để xây dựng lên chùa Trên Thủy. Về phần mình, trong kinh Đại Pháp Niết Bàn, Đức Phật đã dạy, người làm ơn và người biết ơn đều là cao quý. Tất cả hàng Phật tử chúng ta biết ơn xây dựng và quyết tâm xây dựng và giáo dưỡng của quý thầy, do vậy cần phải tận tâm tận lực. Người có công giúp công, người có của giúp của, kẻ có giàu thì một nắm, kẻ khó một nén, cùng nhau tận tâm đóng góp xây dựng sức người sức của để xây dựng chùa Trên Thủy, xã Khánh Thủy, huyện Ninh Khánh, tỉnh Ninh Bình theo đúng quy trình.
để đáp ứng lại nguyện vọng chính đáng của người trong đạo tràng của chúng ta. Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa quý Phật tử thập phương, năm Bính Thân dần dần trôi qua, năm Quý Dậu gần đến, thay mặt quý huynh đệ thập phương kính nguyện chư tôn đức pháp thể kinh an để luôn luôn là chỗ dựa vững chắc cho Phật tử và chúng sinh. Kính chúc các quý vị đại biểu, khách quý, quý huynh đệ, quý Phật tử chuẩn bị bước sang năm mới, năm 2017, năm Quý Dậu có một sức khỏe hạnh phúc an lành, gặp nhiều may mắn. Chúc cho mọi người có mặt tại đại lễ hôm nay và toàn thể nhân dân đầu năm tới giữa năm tới cuối tai qua nạn khỏi, cầu được ước thế. Xin trân trọng cảm ơn. Chúng tôi xin tri ân công đức của ông Bùi Ngọc Rao. Chúng tôi ghi nhận tấm lòng của toàn thể quý vị Phật tử nhân dân xã nhà nhân đại lễ trọng đại này. Ban tổ chức xin kính chúc ông cũng như toàn thể nhân dân Phật tử địa phương chí nguyện cao minh, đạo tâm hằng sáng tỏ, luôn sát cánh cùng quý thầy trong mọi giai đoạn. A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể đạo tràng, đời vạn nẻo anh và tôi cất bước, nhưng anh tôi hai nguyện ước khác nhau. Anh hy sinh để bảo vệ đồng bào, tôi kiên quyết đắp xây nền chân lý. Anh chiến sĩ còn tôi tu sĩ, anh và tôi phụng sự hai đường. Anh lo đời tôi lo đạo Hoàng Dương, song ý chí mục tiêu là lợi chúng. Vâng, khổ thơ trên đã nói lên một phần trách nhiệm cao cả của hàng tu sĩ, những người thầy tâm linh mang chân lý đến cho tha nhân, và lãnh đạo các cấp chính quyền, những người đang mang tâm trí lực của mình để xây dựng quê hương, tạo nên ấm no hạnh phúc cho mọi người. Như chúng ta đã biết, Phật giáo là một thành viên tích cực của khối đại đoàn kết dân tộc. Hơn 2.000 năm lịch sử đồng hành cùng với những biến cố thăng trầm của đất nước, đến nay đạo Phật đã trở thành đạo của dân tộc, mang đậm nét bản sắc của văn hóa Việt Nam. Phật giáo có truyền thống gắn bó đồng cam cộng khổ cùng dân tộc trong suốt thời kỳ lịch sử dựng nước và giữ nước. Tiếp theo chương trình, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông Đỗ Văn Mạnh, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Khánh Thủy, đại diện chính quyền địa phương lên có đôi lời phát biểu chúc mừng đại lễ ngày hôm nay. Xin trân trọng kính mời ông. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn giáo phẩm đại đức tăng ni, kính thưa quý vị đại biểu khách quý, kính thưa các vị Phật tử xa gần và toàn thể nhân dân, thưa toàn thể đạo tràng. Lời đầu tiên, cho phép tôi đại diện cho cấp ủy đảng, chính quyền và mặt trận tổ quốc, các ban ngành đoàn thể cấp sở tại, xin được gửi tới lời chúc mừng đến toàn thể đạo tràng, chúc toàn thể quý vị thâm tân an lạc, kính chúc buổi lễ thành công trong tinh thần đại hoan hỷ. Kính thưa quý liệt vị, Phật giáo truyền vào Việt Nam đến nay đã gần 2.000 năm lịch sử. Với tinh thần từ bi hỷ xả, vô ngã vị tha, đức tính hiếu sinh, đạo Phật đã được quần chúng nhân dân Việt Nam tiếp nhận một cách hòa ái như nước hòa vào sữa thực vật. Thực vậy, chưa có tôn giáo nào trên giải đất hình chữ S này lại gắn bó và đồng hành với dân tộc Việt Nam lâu dài như Phật giáo. Đạo Phật đã có nhiều đóng góp cho đời sống, văn hóa và tâm linh cao cả của dân tộc Việt Nam chúng ta. Và đến ngày nay, Phật giáo là tôn giáo đồng hành gắn bó keo sơn cùng sự phát triển của dân tộc
trung thành với đường lối của Đảng và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Có thể nói, trên thế giới không có tôn giáo nào lại có phương châm là đạo pháp dân tộc. Và ở Việt Nam, chỉ duy nhất Phật giáo Việt Nam là lấy phương châm đạo pháp dân tộc chủ nghĩa xã hội. Đấy cũng là phương châm và đường hướng phát triển đồng hành cùng dân tộc của Phật giáo Việt Nam. Kính thưa toàn thể hội chúng, mùa xuân năm 1975, đất nước ta đã đánh dấu một mốc son lớn, đó là Nam Bắc nối liền một dải, Giang Sơn thu về một mối. Phật giáo Việt Nam cũng đã bắt đầu đi vào thống nhất ba miền. Cũng từ đó, hình ảnh người tăng lữ, đặc biệt là các thế hệ tăng tài, luôn luôn được các giáo hội Phật giáo Việt Nam coi trọng. Đấy cũng chính là sự quan tâm đặc biệt của Đảng và Nhà nước ta trong chính sách phát triển toàn dân tộc độc lập và vững mạnh. Trong hiến chương, giáo hội Phật giáo có nói: lý tưởng về giác ngộ và hòa bình, hòa hợp dân tộc, đó là phương châm của giáo hội Phật giáo Việt Nam. Và hình ảnh người tăng sĩ chính là chiếc cầu nối để đưa đến sự phát triển hòa hợp đó. Hôm nay, chùa Duyên Thủy chúng ta long trọng tổ chức buổi lễ khởi công xây dựng ngôi Đại Hùng Bảo Điện, đồng thời lễ nhập tự công bố quyết định chủ trì chùa nhằm đảm trách công việc phục vụ tín ngưỡng và phát triển đạo pháp ở địa phương. Thiết nghĩ đây là công việc trọng đại của địa phương chúng ta, từng bước để xây dựng được môi trường văn hóa lành mạnh, đáp ứng được nhu cầu hưởng thụ của toàn thể nhân dân. Chúng ta cần tiếp tục kêu gọi những người con của quê hương trong và ngoài nước, các tín đồ Phật tử xa gần đóng góp công sức, tiền của, cơ sở vật chất và tinh thần để tiếp tục xây dựng các hạng mục của công trình, thiết chế đảm bảo kế hoạch và phát huy các giá trị tốt đẹp của văn hóa dân tộc Việt Nam, để văn hóa thực sự là nền tảng của tinh thần xã hội, vừa là động lực, vừa là mục tiêu thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội theo đúng tinh thần nghị quyết Trung ương 5 khóa 8 về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, góp phần đắc lực trong xây dựng nông thôn mới, thực hiện công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước. Căn cứ vào pháp lệnh tín ngưỡng của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành ngày 18 tháng 6 năm 2004, đại diện cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, tôi cũng đề nghị và rất mong muốn Thượng tọa và quý thầy cùng toàn thể nhân dân thực hiện tốt một số nội dung sau. Một là xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, hướng mọi hoạt động văn hóa vào việc xây dựng con người phát triển toàn diện về chính trị, tư tưởng, đạo đức, năng lực, tuân thủ pháp luật, có ý thức cộng đồng, có lối sống văn hóa hài hòa trong cộng đồng và xã hội, trên cơ sở phục vụ tín ngưỡng đúng với đường hướng và phương châm của pháp lệnh tín ngưỡng tôn giáo và hiến chương của Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã đề ra, đó là phát triển phương châm đạo pháp dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Hai là tiếp tục khắc phục mọi khó khăn, đoàn kết thống nhất, từng bước xây dựng môi trường cảnh quan và hoàn thiện các cơ sở vật chất, các thiết chế văn hóa, đảm bảo hoạt động thường xuyên theo hướng đáp ứng nhu cầu hưởng thụ của nhân dân, cùng gắn bó với khối đại đoàn kết toàn dân trong chính sách phát triển liên minh và đoàn kết toàn dân tộc và đoàn kết tôn giáo trên địa bàn. Ba là không truyền bá tín ngưỡng mê tín dị đoan trái với hiến pháp và quy định của nhà nước, đảm bảo dân chủ, đồng thuận, kỷ cương, trật tự an ninh, an toàn xã hội và tiến bộ văn minh, thực hiện tốt các quy định của địa phương. Bốn là Thượng tọa và quý thầy sẽ có trách nhiệm thường xuyên giáo dục cho Phật tử, tín đồ lòng yêu nước theo đúng đạo Phật, thực hiện quyền nghĩa vụ của công dân và ý thức
chấp hành pháp luật. Năm là về phía chính quyền địa phương sẽ tiếp tục quan tâm và tạo một điều kiện tốt nhất để cùng với nhà chùa tiếp tục kêu gọi các nhà hảo tâm tham gia đóng góp xây dựng, bảo quản, sử dụng và phát huy giá trị của chùa Duyên Thời, nơi tâm linh của nhân dân, sớm được hoàn thành và đưa vào sử dụng. Đại diện cho cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, chúng tôi trân trọng cảm ơn thượng tọa, các quý thầy, các quý vị đại biểu, các tín đồ Phật tử xa gần đã có tâm về địa phương chúng tôi dự buổi lễ trọng đại ngày hôm nay. Kính chúc các quý vị luôn có sức khỏe và năng lực, tận tụy và gắng tâm phục đạo, yêu nước và phát triển văn hóa trên cơ sở bền vững, tăng cường tiềm lực, đưa hoạt động văn hóa phát triển phù hợp với phát triển kinh tế xã hội của địa phương, cùng với khối đại đoàn kết toàn dân tộc Việt Nam ngày một vững mạnh và phát triển đi lên. Cuối cùng, xin được kính chúc thượng tọa tân chủ trì sức khỏe, thường lạc, chúc chư tôn đức, tăng ni, các quý vị đại biểu khách quý cùng toàn thể nhân dân, Phật tử xa gần lời kính chúc sức khỏe, gia đình an khang và thịnh vượng. Xin trân trọng cảm ơn. Trong buổi lễ trọng đại trao quyết định bổ nhiệm chủ trì và khởi công động thổ xây dựng chùa Duyên Thủy hôm nay, thay mặt các đồng chí lãnh đạo đảng, chính quyền, mặt trận và toàn thể nhân dân, tôi xin có lãng hoa tươi thắm, xin được chúc mừng. Ghi nhận lãng hoa của chính quyền địa phương chúc mừng đại lễ ngày hôm nay. Thay mặt ban tổ chức, chúng tôi xin chân thành cảm ơn những lời phát biểu tốt đẹp của ông Đỗ Văn Mạnh, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Khánh Thủy, cầu nguyện mười phương chư Phật gia hộ cho ông cùng quý phái đoàn luôn luôn mạnh khỏe, gia đình hạnh phúc, hoàn thành mọi công việc mà Đảng, nhân dân đã giao phó, đưa xã nhà ngày càng phát triển giàu đẹp, văn minh, góp phần vào công cuộc đổi mới đất nước. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính ngưỡng bái bạch trên chư tôn tịnh đức chứng minh. Kính thưa toàn thể đạo tràng, hạnh phúc thay chư Phật giáng sinh, hạnh phúc thay giáo pháp cao minh, hạnh phúc thay tăng già hòa hợp, hạnh phúc thay tứ chúng đồng tu. Trong giờ phút trang trọng này, dưới ánh hào quang của mười phương chư Phật, mùi hương trầm quyện tỏa, chúng con đang hướng về chư tôn đức chứng minh, những vị thầy cao cả, để chuẩn bị đón nhận những pháp âm vi diệu, lắng lòng nghe lời chỉ giáo vàng ngọc của chư tôn thiền đức. Thay mặt ban tổ chức, chúng con xin thành kính đê đầu cầu thỉnh thượng tọa Thích Thanh Tịnh, Ủy viên Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó trưởng Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Ninh Bình, trưởng Ban Trị sự Phật giáo huyện Yên Khánh, lên ban đạo từ chúc mừng đại lễ ngày hôm nay. Kính ngưỡng bái bạch Đức trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Đàm, Ủy viên Hội đồng Chứng minh Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Chứng minh Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Ninh Bình. Kính thưa ông Phạm Minh Tuyên, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Thường trực Quốc hội, nguyên Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Ninh Bình. Kính thưa ông Phạm Ngọc Quý, Phó Bí thư Thường trực huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Yên Khánh. Kính thưa ông Nguyễn Văn Kiên, Phó Bí thư Đảng ủy xã. Kính thưa ông Nguyễn Đức Bình, huyện ủy viên, Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Khánh Thủy. Ông Đỗ Văn Mạnh, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã. Kính thưa toàn thể đạo tràng, vào giờ này, ngày hôm nay là cái ngày trọng đại
mà thứ nhất là đón được thượng tọa tân trụ trì về ở chùa Duyên Thủy, xã Khánh Thủy. Thế thì cái vùng xung quanh đây ấy, từ Khánh Công, Khánh Cường, Khánh Thành cho đến Khánh Thủy, 3-4 xã đây thì cũng không có ngôi chùa nào, mà ở trên Khánh Trung mới có một chùa. Thì là đúng là bà con đi lễ đi bái và các công việc nó cũng xa. Chúng tôi được biết là ở dưới này là lên mãi trên chùa Duyên Mậu với lại chùa Cống. Vâng, chùa Cống Thủy với lễ hoặc là lên mãi chùa Kiến Ốc. Cho nên là nó cũng xa xôi, mà cái nguyện vọng của nhân dân bà con ấy là cũng là cắt ngưỡng 30 năm nay rồi. Thì cho đến giờ này đã được thành công, là được cũng là sự nhờ được cái sự lãnh đạo của Đảng, chính quyền các cấp từ xã cho đến huyện đến tỉnh, và cũng là giờ cái thường trực ban trị sự Phật giáo cũng cử thượng tọa Thích Thanh Chiến để tân trụ trì về đây để khai sáng ở cái khu vực này. Thế thì tôi mong rằng thứ nhất là bà con cũng như nhân dân vừa phát biểu mà muốn cầu phúc này, cầu tài này, cầu lộc này, là ta phải gì chú trọng đến cái việc chính nghĩa, cái chính đạo của mình. Cái thứ nhất là mình phải xả tài cầu lực, kêu gọi bà con, anh em, các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm ở các nơi cư trú trong nước cũng như ngoài nước để kêu gọi làm sao có tiền, có gạch, có cát, có xi măng để mình là xây chùa thì mới có chỗ để mà ta cúng lễ, các bạn. Thì cái đấy là cái quan trọng nhất. Khi ta mà xây dựng lên được ngôi chùa rồi, thành công rồi, lúc bây giờ ta mới cúng lễ, cầu khấn, cầu nguyện đầu năm, cuối năm, giữa năm các kỳ sự để ta đến chùa ta cầu Phật, mong làm sao Phật ban cho cái phúc, tức là được cầu phúc thì được phúc, mà cầu lộc thì được lộc. Thì cái tâm của ta mới là cái việc chính nghĩa như vậy. Cái thứ hai nữa là người ta phải nghe chính pháp của đạo để ta tu, làm sao muốn được về bên cõi nước Phật thì trước mắt người ta phải xả cái thân ta để ta tu, thì ta mới cầu được cái việc chính nghĩa. Cái chữ tu là cái gì? Ta sửa sang lại cái thân hình ta cho nó tốt đẹp thôi. Đấy, cũng như là bây giờ chùa chưa có, đang là cái đám vườn như này, bây giờ ta tu bổ nó lên thì nó thành ngôi chùa, nó đẹp, nó tốt. Đấy, thì ta phải đi vào cái việc chính nghĩa của ta, chứ ta không nên đi theo cái tà giáo ngoại đạo bên ngoài. Mà cái tà giáo ngoại đạo bên ngoài thì bây giờ nó kích động rất nhiều, cho nên là bà con nhân dân nếu không tỉnh ngộ thì dắt đi vào cái con đường như thế. Cho nên Đức Phật Ngài đã bảo rồi, đường thẳng không đi, ta cứ đi vào cái nơi đường địa ngục ngã quỷ là không nên. Thiên đường thì bỏ vắng, địa ngục tranh nhau. Thế thì tốt nhất ấy là bây giờ bà con nhân dân đã có ngôi chùa đấy rồi, thì cái việc chính nghĩa của ta là ta phải xả tài xả lực để ta xây dựng ngôi chùa thành công, xong đó để cái nơi của ta hàng ngày ta đi về cầu khấn lễ bái, kêu cầu mọi việc, và ta nghe đạo nghe pháp để thượng tọa đây cùng với chư tăng để mà thuyết pháp giảng đạo cho chúng ta đi vào con đường chính đạo. Thì hôm nay thay mặt cho ban trị sự Phật giáo tỉnh cũng như ban trị sự và giáo huyện thì có đôi lời để khuyến chúc bà con nhân dân Phật tử thập phương xa gần để nhờ công đức của Phật được các bảo bình yên, chúc đạo tràng thành công viên mãn. Nam Mô A Di Đà Phật. Và cũng nhân dịp này thì ban trị sự Phật giáo tỉnh Ninh Bình có lãng hoa lên để chúc mừng thượng tọa tân trụ trì. Xin cung thỉnh thượng tọa lên để đón nhận lãng hoa của ban trị sự Phật giáo tỉnh Ninh Bình. Đại diện chúc mừng
Vâng, thay mặt ban tổ chức, chúng con xin thành kính tri ân công đức của chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa chứng minh đã về đây tham dự, có những lời phát biểu vàng ngọc cũng như có lăng hoa tươi thắm để chúc mừng đại lễ. Những lời chỉ giáo của quý ngài thầy trò bản tự cũng như nhân dân địa phương chúng con xin nguyện lấy đó làm khuôn vàng thước ngọc vào công cuộc đổi mới đất nước. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính ngưỡng bái bạch trên chư tôn tịnh đức tăng ni, các cấp chính quyền, đại diện Phật tử vừa rồi là để chờ đợi một giây phút vô cùng quan trọng, vô cùng thiêng liêng, đó là nghi thức khởi công động thổ kiến thiết xây dựng ngôi Đại Hùng Bảo Điện chùa Duyên Thủy, xã Khánh Thủy ngày hôm nay. Vào thời giờ này, giờ vàng đã điểm, thay mặt ban tổ chức, chúng con thành kính cung thỉnh Hòa Thượng Thích Thanh Đàm, chúng con cung thỉnh Thượng Tọa Thích Thanh Tình, chúng con cung thỉnh Thượng Tọa Thích Thanh Chiến, chúng con cung thỉnh Đại Đức Thích Thanh Kiền, chúng con cung thỉnh Đại Đức Thích Dân. Về phía chính quyền, chúng tôi xin trân trọng kính mời ông Phạm Minh Tuyên. Chúng tôi xin trân trọng kính mời ông Phạm Văn Quý. Chúng tôi xin trân trọng kính mời ông Nguyễn Văn Kiên. Chúng tôi xin trân trọng kính mời ông Nguyễn Đức Bình. Chúng tôi xin trân trọng kính mời ông Nguyễn Đức Sơn, ông Đỗ Văn Mạnh, ông Đỗ Văn Đính, ông Phạm Văn Vọng, đại diện cho giáo hội, đại diện cho chính quyền, đại diện cho nhân dân Phật tử lên làm lễ khởi công. Này bạn thân ơi, ta cùng về đây tu tâm, tâm khai trí sáng tiêu tan những cơn mê lầm. Bạn từ đô thành, còn tôi ở phương trời xa, ta hát vang khúc ca đạo vàng, ta kết duyên trở nên bạn hiền. Hôm nay ta về đây cầm tay nghe tình tràn đầy, hôm nay ta về đây phút giây vui sung vầy. Mình là Phật ngày mai học tu cho thật hăng hái, ta vượt qua trong gai xây đời vui tương lai. Này bạn thân ơi, ta cùng về đây tu tâm, tâm khai chi sáng tiêu tan những cơn mê lầm. Bạn từ đô thành, con tôi ở phương trời xa, ta hát vang khúc ca đạo vàng, ta kết duyên trở nên bạn hiền. Hôm nay ta về đây cầm tay nghe tình tràn đầy, hôm nay ta về đây phút giây vui sum vầy. Mình là Phật ngày mai học tu cho thật hăng hái, ta vượt qua trong gai xây đời vui tương lai.